Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại clip tiếp theo mình. Các bạn ơi, hôm nay là một clip đặc biệt. Kẻ là cũng đặc biệt. Hiện tại mình đang xuất hiện và có mặt ở trong búi tre ở gần nhà, cái đồng ở cạnh nhà mình các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ vào đây chặt tre làm diều nhá. Nhưng mà không phải là chặt cây các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ hôm nay sẽ làm một con siêu phẩm diều bằng cành tre, bằng những cái cành tre gai ấy. Đấy, mình sẽ vào búi này để mình tìm các bạn nhé. Mình từ nhà đi nắng quá. Đây là mấy búi tre mà mình đang vào, nó có nhiều mắt gai này này, có nhiều mắt gai này để mình tìm cho nó dễ này. Đấy, ok, búi này thì hơi non, mình sẽ sang búi bên nhá, sang búi bên này kia, búi bên kia các bạn ạ. Si phẩm bên đấy. Ốc không? Nhớ ốc không? Ốc bi vàng. Ủa đấy, nhớ lắm. Ốc đem được rồi. Mẹ tao ăn kiêng luôn nha. Ok các bạn ơi, đã tới xào huyệt của cành tre rồi. Xào huyệt. Ui, tre đây. Ở đây mà lấy tre làm diều cả lặng có nhá, không cần phải cành. Mình sẽ lấy những cái mấu tre này này, cái mấu tre đây này, chứ không phải cành tre to và mấu tre con này này. Đây, để làm siêu phẩm nó chất các bạn ạ. Ui này, rất nhiều. Đây là cái bờ đập các bạn ạ. Đây là cái bờ đập. Bây giờ sẽ đi kiếm nhá. Ui, cái loại này đây. Nó là tre cọc này. Cây này tre cọc này. Cây này chả làm được à. Ui, vàng ươm. Đây, kiếm được những cái cành nhờ. Cành tre gai như này, cứng này, khỏe này, khả năng là làm được các bạn ạ. Ok nhá, đĩa nổ nhá, nổ đĩa. Thế mà nhỏ thì đây á, mà nhỏ thì đây, đây. Nhỏ tí luôn. Đấy, nếu mà nhỏ thì đây. Nếu mà nhỏ thì đầy các bạn ạ. Đây. Mà cái loại này nó cũng không có to, to nó cũng không được. Loại này kiếm một đều vất phết đấy. Kiếm được mấy cái đều nhau vất phết đấy. Ok các bạn ơi, mình đã chặt được một bó này. Cả to cả nhỏ. Bây giờ mình sẽ cầm hết nó về nhé. Đây, những cái cành này mình sẽ tận dụng làm bánh nái hoặc là làm diều con. Mình chặt, mình kiếm những cành cây già nhé. Nói chung là loại này thì chắc là lên được thôi. Nhiều không? Toàn gai thôi này. Ui, đau lắm. Ai, ai, còn cành nữa này. Đấy, toàn gai. Bây giờ mình sẽ mang về nhé các bạn nhé. Mang về mình sẽ phải phơi, phơi cho nó khô, mình sẽ nắn đấy, cho nó đẹp khung, bắt đầu mình mới lên diều được. Chứ làm ngay thì nó tươi không làm được. Nổ đĩa nhờ. Về đó. Ai, ui, toàn gai đây. Ai, đây là cái cánh đồng ngày xưa mình chăn trâu đây các bạn ạ. Tuổi thơ ấy. Trên kia là cái đồi sim các bạn ạ.
đồi sim. Mình thử lên đây xem có sim không nhá. Ok các bạn này, đây là đồi sim nha. Cả một tuổi thơ của mình. Ô, oh, có sim chín rồi này. Cả một tuổi thơ của mình ở trong đồi này chăn trâu suốt ngày hái sim. Ôi, đến một sim rồi. Ui. Một sim à. Chưa chín mấy. Đang đỏ nhưng mà khả năng người ta hái hết mất à. Này. Ây à. Bò lẹt. Ây à. Bò lẹt đốt. Đây. Bạn nhìn thấy con này không? Nè, vừa cắn phát vào bụng. Ê, bốt quá. Ok nhá, mình sẽ đi xem có sim không. Ui, một là một sim rồi. Một sim chín rồi. Này, đây người ta hái hết rồi. Nó không chín mọng nữa. Người ta hái hết mất à. Ngày xưa suốt ngày chăn trâu ở đây. Chăn trâu đi hái sim à. Mình hái được một ít sim rồi. Được có mấy quả. Mấy quả. Người ta hái hết mất rồi. Người ta chăn trâu đi, người ta hái hết mấy quả chín rồi, còn mấy quả đỏ thôi. Sim đầu mùa. Hai chuyện bỏ lẹt tiếp. Cái này lắm bỏ lẹt thế nhỉ. À. Lấy tiếp một con nữa này. Ui. Ok mình đi về đây các bạn ạ. Nắng mà trưa lắm à. Giờ mình ra phơi cái khung đấy ra nhá. Chưa đến là các cháu nhỏ vào đây để xem diều. Dạ, bạn cũng có một con nhỉ? Ai á? Dạ, thấy lan. Bé bé á? Bé á? Thấy lan lắm như kia. Đuôi, đuôi hình cung trăng. Thế á? Đuôi hình cung trăng á? Đây không phải diều Thái Lan, đây diều Việt Nam mà. Thái Lan, như cái đuôi ạ. Thái Lan. Mình giống ngã. Nốt nhạc à? Muông cho bán cho. Bao nhiêu tiền? Hả? Bao nhiêu tiền? Từ chỗ làng xóm lấy triệu. Ô, rẻ như bèo luôn. Không? Ở đây thằng nào diều to nhất? Con này thằng này có con Gucci to nhất. Gucci to nhất. Mấy mét? Con vải đen to là 4 mét. Gucci to nhất. Dạ, 4 mét. Người mà cái kẹo này cái gì 4 mét thì kéo của gì? Kéo được 3 mét. Nó mới kéo được. Làm gì kéo đến thả thả cùng ai chứ một mình sao kéo được giờ đấy. Không thả cùng đấy là thả cùng chúng mình nhỉ. À thế á. Chúng mình chạy không nổi, có 4 mét đấy. Có gió mang diều đây đi bảo, có gió mang diều đây thả nhá. Thả bãi đá cho nó bổ nó vỡ. Thôi trời. anh đạt làm bổ một vỡ một làn. Thế á. Ở đây thằng nào biết làm diều? Cháu này. Diều tự làm được à? Làm được. Giỏi nhỉ, lớp mấy học lớp mấy? Lớp 5. Lớp 5 nó biết làm diều kìa. Cháu làm diều tới lớp 3 tuổi. Còn biết đi xe máy mà. Khá quá nhỉ. Sao biết đi ô tô? Đi về là nào ấy chịu nhá. Mạnh là nó kêu. Đấy chú không, cái kia không ấn được đâu, cái kia cứng lắm, nặng lắm. Cái mỏng đấy không ấn được đâu, chỉ ấn được cái này thôi. Chú làm gì chú ấn được? Chú ấn thì chú mới ấn được, chú dùng hết công lực của chú mới ấn được. Ngô Phổ Yên, kinh nhau. Cái đấy bằng cổ tay ấy nhờ. Ừ, cổ tay. Cái này này, lan diều này này. Mấy mét này chú? Con này 5 mét, đeo vào đây thóc rồi. Trời vừa mới mưa xong bạn ạ, lại nắng xé trời rồi.
cái đây là cái bó củi mà mình bó đan diều, quyện bó củi mình đã phơi được khá ngày rồi, dăm bữa nửa tháng rồi. Hôm nay mình sẽ đem em nó ra để lấy cái nào và bỏ cái nào nhá anh em nhá, lựa chọn. Đấy, vác cái ngoài này cho mát. Đấy, nhà bạn giàu thì chơi carbon rip top, nhà tôi nghèo thì quần rách với lại khung tre. Đấy, phải không anh em? Anh không hiểu nào ăn quả quần này hơi mất quan điểm nhỉ. Nói thôi nhưng mà giàu hay nghèo thì vẫn cứ nổi đĩa. Đấy, không vướng. Anh em mình chơi nó là đam mê. Đấy, không quan trọng rầu nghèo, ok let's go. Bây giờ mình sẽ nổ đĩa với cái này nhá. Vót lóc những cái mấu tre đi để lên khung các bạn ạ. Mình đã lựa chọn ra mấy cái ngon bổ lại rẻ. Vì là cái này nhìn thế thôi, nhìn nó cứng cáp như này nhưng thực tế là nó khá là dễ gãy. Đấy các bạn ạ, khá là dễ gãy. Thử thôi, chứ thực tế ra là anh em chơi mấy cái loại này nó là không ăn tiền. Đây, làm sao bằng tre được, tre nó phải là cây tre già, chứ cành tre này nó mọc từ những cái cây tre non ra thì vẫn cứ là non choẹt. Ok anh bạn nhé, bây giờ mình sẽ lọc cái gai này đi. Nhưng mà cái gai này là kinh khủng, cắm phát thì hết được chấm luôn. Bây giờ lọc cái gai đi nhá. Nhìn vót diều thôi, còn cái này thì cũng quên nó đi nhờ. Đường đường một nghiện nhân quần áo rách tươm tươm. Chết dở. Ai thiên ta ngược, ai thiên ta thấy được không? Trộm gì đây? Hết lực chấm à? Ai à? Cái gì ấy? Kiến. Cái chùm này có vẻ ngon. Ui. Cây này mỡ. Quả này tẩm đá nhỉ. Yeah. Lại có hàng nóng để bụp rồi. Ui quả này nó phải bằng cái ấy đấy nhờ bạn nhờ. Mưa rồi, cứ đứng ở trời mưa quay nhắng. Vẫn còn ăn nữa. Vẫn còn ăn. Hahahaha.
Yes, great. Bóng đò cập ngang bến sông, đưa con đò dời xa bến trời. Bóng đò cập ngang bến sông, đưa em sang lòng anh vui thầm. Viết bài thơ trên giấy hoa, mang tiếng yêu gửi trao tình anh. Hát ngứa à? Nghe hát ngứa ngứa người à? Hả? Nghe hát này ngứa người, mày thích ngứa người không? Nghe tao hát này ngứa người à? Nghe đấm nó chết luôn không? Cắt phân. Phát mày chứ giỏi đâu. Ok nha mày, mình đã lên khung xong quả siêu phẩm. Úi dồi, tí gãy. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Đây là quả siêu phẩm dèo hình mồm các bạn nhé. Dáng này là dáng cái mồm. Đấy, bên trên nó phẳng, bên dưới nó lại cong. Căn bản là cái này nó mình không nắn được thẳng, bởi vì nắn sợ nó gãy mất các bạn ạ. Nhìn thế thôi, mình táp vào này. Nhìn thế thôi nhưng mà có vẻ là không ăn tiền lắm. Nhưng ok, không sao, mình sẽ khâu để mình nổ đĩa con này. Đấy, nó phải đỗ đã. Kiểu gì mình làm phải lên phát đã, không không thể không lên được. Đấy, đây là cái túi bóng áo mưa. Đấy, mình đã trưng dụng của vợ mình. Áo này áo vẫn mặc nha, mới đét lên, mặc chắc chưa được nửa năm. Lấy ra để khâu anh em nhé, bây giờ túi bóng là không có. Đấy, bây giờ mà đi mua túi bóng thì xa lắm, nắng, lười quá. Thôi thì mình lấy luôn cái áo của áo mưa của vợ mình nhá, để nổ đĩa, để khâu siêu phẩm này. Con này mình không làm đuôi các bạn nhé, con này không làm đuôi, để như này cho nó chất. Đấy, mình thả con diều này xem có lên không. Con này thì chạy phát là lên, nhưng vấn đề là rất dễ gãy. Những cái đầu này là dễ gãy, mình táp liên tục. Ok anh em nhé, bây giờ mình sẽ cho anh xem cái bộ khung của nó chất lượng như nào. Nếu mà nó khỏe thì đúng là chất lượng thật, nhưng mà nó hơi bị yếu, kiểu như non, dễ gãy. Ok anh em nhé. Đây. Đây, mình đã khâu xong siêu phẩm các bạn ạ. Nhìn trông mình đều hơn cái con diều củi. Loại này túi bóng này mỏng lắm, dễ rách, rách tinh tiết. Trông có vẻ không ăn tiền lắm nhỉ. Đấy, con này nếu mà khung nặng cứng phết các bạn ạ. Tại mình độ cái đoạn giữa này nên thành ra khung giờ cứng đơ luôn. Bây giờ là gần 2 rưỡi rồi. Đấy, con này nếu mà mình đang định nắp cho nó quả sáo này các bạn ạ. Đây, định nắp cho quả siêu phẩm sáo này. Hôm con diều củi nó làm gãy mất rồi, còn 5 cò ạ. Mình sẽ làm cho nó cái cọc vào đây để nổ đĩa. Đấy, nếu mà lắp cái này mình sợ là phải lắp đuôi. Đấy, chưa biết thế nào, khả năng là làm cho nó cái đuôi các bạn ạ, chưa để không này sợ lên nó lại ụp mất, ngật đi, kiểu ngật đi, cõng sợ nặng nó ngật chứ còn tầm này là lên đẹp rồi. Nếu mà thả diều không như này là lên này, còn lắp thêm sáo sợ nặng đầu. Đấy, mình tính là sẽ làm một cái đuôi, chưa biết làm đuôi của gì, mình nghiên cứu các bạn nhé. Chiều có gió này nổ đĩa luôn, nhưng mà không có thì đợi nào có gió thì mới test, nó hẳn hoi chứ không có gió test hỏng hết diều mà không lên, phí ra.
Đấy. Ok các bạn nhá. Khả năng con này không cần bánh lái các bạn ạ. Lắp độc sáo vào là ok đấy nhờ. Nhìn chất phết đây. Ok các bạn ơi, mình sẽ để quả cọc 6 này cho khét các bạn nhé. Lắp quả này nó mới uy tín nhé. Đấy. Lắp này xem kêu không nha bạn nhé. Nó chất. Chưa chắc con diều đã làm kêu được cái dàn này đâu nhé. Quá wow, ok. Đấy, bây giờ mình sẽ lắp như này nhá. Đấy. Để nổ đĩa. Để cọc dài này kháo chất nha anh em ạ. Mình sẽ lắp cọc sáo dài như thế này luôn. Cho nó khét. Cho nó xem nó có kêu không. Đấy. Đổ đĩa. Anh em mình chất chưa? Ê. Đây anh em nhá. Nói chung là để nói rằng thì con diều này chưa chắc đã làm kêu được cái dàn sáo này anh em ạ. Bởi vì là dàn kháo này nó là dàn ngọn khá là nặng, nặng gió. Ok anh em nhá, bây giờ mình sẽ lắp quả này vào đây nhá. Lắp như này luôn cho chất. Y hệt. Nổ đĩa. Đôi lần đau đôi lần mạnh mẽ, càng tổn thương càng thấy bình thường. Ok các bạn này, mình đã lắp xong quả siêu phẩm 6 ở đây các bạn ạ. Đấy. Lắp xong rồi thấy có vẻ nó vít đầu nặng lắm. Này không có đuôi nghe chừng, không có đuôi nghe chừng hơi vất các bạn ạ. Đây. Nó chúc cái đầu nó xuống này. Không có đuôi nghe chừng vất. Quả này khả năng phải có đuôi các bạn ạ. Siêu phẩm này chắc là phải có đuôi các bạn ạ. Siêu phẩm này chắc phải có đuôi các bạn ạ. Chứ mình thấy nó nặng đầu lắm rồi. Con này mà đi thi vượt khâu liềm mà đang ăn tiền đấy nhỉ. Vượt quay liềm đấy. Đủ đĩa. Ok nha, mình sẽ làm cho nó quả đuôi các bạn nhé. Chứ như này mình nghĩ là hơi vất. Okay.